Ok, xin chào anh em đã trở lại kênh Duy Khải nè em ơi. Lần này Khải sẽ làm một video phóng binh nè em ơi. Hôm trước thì Xanh lên bài boss được cái nỏ siêu phẩm nô 1 rồi. Đã cho anh em xem lại cái nỏ này nè. Đó, hiện tại bây giờ Khải đang định gì chơi đường môn nha em. Rồi, từ từ. Khải mới lượm được cái nỏ trong cái lệnh bài boss xanh rồi đúng chưa? Tiếp tục chanh lên bãi là tiếp tục có một cây đao nữa nè. Nâng cây đao này Khải sẽ hóng nè em ơi. Nếu mà đánh nỏ là đẹp luôn nha nè. Đây. Đó, hôm trước đánh lên bài boss nè em. Video Khải sẽ up lên kênh. Còn tiếp tục đây là cái đao. Cái đao Khải nhặt trên bãi nè. Cái đao này là nhặt trên bãi nè. Nói chung cái đao này thiệt tình anh em luôn. Đưa về cái nỏ đánh tông kim là không còn gì phải bàn anh em ơi. Đó. Đó giờ này mua phổ đao không có nè. Mới cấp 9 thôi mua phổ đao không có. Nên tầm này Khải sẽ hón. Không biết ra gì nha nè. Không biết ra gì nhưng mà cứ hón đi. Ra vũ khí gì thì mình sẽ mua phổ đao đập lên 10. Đó rồi tính tiếp. Rồi. Trước khi hón là chuẩn bị tinh thần anh em ơi. Ba cái xem tam sức thật và ba cục hóng binh đúng chưa, và phúc duyên. Ok, cánh điện phúc duyên rồi, năm một điện phúc duyên rồi, hóng tam sức thật, đổi tam sức thật này. Hôm trước anh em có xem video trước hay hóng thì nó không tốn cái nó gì, tại vì lúc đó server bị lỗi đó nè. Đổi tam sức thật nè, rồi hóng à, hóng binh vũ khí, bỏ cái vũ khí vô, ra cái nỏ giùm tôi anh gái. Đủ sàn ma, lần đầu tiên thất bại vãi lìn. Lần hóng này thất bại, mất hết nguyên liệu, xin đừng nặng chí. Đậu xanh gì má, bắt đầu riêng thất bại luôn rồi. Tiếp tục nè. Báo rồi. Một lần hóng binh tầm này không một kim nhưng bảo nè. 200 xu. Rồi một bộ hóng binh này là, hóng binh này là 400 xu. Bộ thì tên này là 700 xu, 750 nữa. Chúng làm còn một K2 nè. Còn một K2 một lần hóng nè. Đậu xanh lên giùm tôi cái này. Cái vũ khí gì cũng được, ra nỏ luôn càng tốt nha. Thả ở đủ má sông đao lấy quỳ ơi. Ở đâu cho em mượn cái em mua phôi sông đao đây. Má sông đao nè, đậu xanh. Rồi chết rồi. Kiểu này làm ăn nam hả? Đậu xanh chết. Ôi xanh kiểu này mất mớ tiền cho hoang binh rồi. Rồi đậu làm ăn nam lấy quỳ ơi. Sông đao đã 200 xu được rồi. Sông đao đây. Má mất tiền hoang binh rồi. Lúc nãy đỡ cái đao thì nhiều anh em bảo đỡ cái đao đánh con lôn thì nó phải cần tốc nè. Con lôn nó Phượng Tường Nam hả? Wow. Ok. Hóng xong đao là cấm 10 rồi nè. Rồi còn lần hóng cuối cùng. Biết gì biết được gì đây. Trời ơi bay rồi. Đây này Phượng Tường Nam này. Xong đao. Thấy ai đẹp trai nhất thì giao dịch. Má cái nón con lôn nhưng mà kiểu đẹp. Rồi đưa lên cấm 10 ngay tiếp tục. Hóng tiếp nè em ơi. Một phát cuối cùng, ra nỏ ơi. Đưa lên cái sông đao. Bên này em cầm một cái phưa, một cái thương, một cái chùy. Mà nó không ra chùy, không ra thương. Phải mua cho cái thương cái kia. Nói chung là gì cũng phải mua, cũng phải mua cho bao. Một phẩm khám đạm. Bắt đầu khám đạm. Ép lên cấm 10 nha nè. Sông đao này, đó, cho em xem lại sông đao này. Ok, giờ cái này mà gì là nó. Vì nó là đánh đẹp luôn nè. Vì nó là đánh sập server tống kim luôn nè. Còn cái nỏ kia đánh ngồi. Đó, nỏ kia bờ càng ngồi liên đấu. Còn nỏ này, cái này mà vì nó đánh tống kim là auto đẹp luôn nè. Cấm 10 nha, tính tiếp. Rồi, cấm 10 nha nè. Rồi, tiếp tục hóng tiếp thêm một lần nữa nè mày. Rồi, biết ra không rồi, đổ má gì mình xịt. Một cái lần xịt rồi. Lần này ra sống đau. Nỏ đây. Vẫn mong muốn cái nỏi nè. Cái gì vậy? À đủ thiếu phút gì. Thiếu gì nè, nên một điểm vũ gì. À, tiếp tục lại. Trời ơi, đổ má xịt nữa. Chết tôi rồi. Mua thêm phóng binh em ơi. Mời anh Evan ra cỏ này. À, bán em một cục tương dương bán ngựa đi. Có một cục lục luôn. Ok, có hai tử không? Lấy anh, hai cục. Anh có hai tử một lục đúng không? Hai tử một lục. Ok, lấy hết. Rồi, chết rồi, tốn tiền phóng binh rồi em ơi. Hai cục phóng binh thật nữa kìa. Đi đòi xu à. Rồi, hôm nãy nhập 3 phát rồi. Tệ leo con bấy rồi em ơi. Tất tui, đủ sân này mà nó không ra nữa toàn luôn. Anh em thấy không, nhiều khi cái vấn đề phóng binh này rất khó nè. Để không phóng gì nó, này nọ. Chua ghê gớm. Đấy, đòi xu à. À, chết tui. Tranh thủ hóng cho xong xuôi đầu đó tối lai giải gì hoạt động chứ đỡ tối mà hóng mất thời gian nè, không thời gian. Rồi em mong cái này gì nó nè em.
Nhìn nó là đánh tống kim luôn, đẹp luôn em ơi. Cái nó cái bơ ca ngồi của nó này, bơ ca trông rồi đẹp. Ở lấy quỷ ở đâu chỗ cũ à? Chỗ cũ. Ok. Lấy em hai tử một lục nha, hai tử một lục nha. Hai tử 700 đúng không? Lục là 200 nữa là 900. Hai hơn hai lần nữa nha anh em. 700. Đồ phổ đao nó bán 700 mà chơi nè. Phải mua được một bên này rồi. Của lấy quỷ là 900 đúng không? Rớt giá hay là như giá cũ? Em dịch. Em dịch này. Một, hai tử một lục. Rồi, hóa hai phát nữa nha anh em. 900. Nè, anh nghĩ Vinh hai nhà clone mà có được vài viên nhiệt tinh. Hóa bình luôn. Chuẩn bị clone thì úp hết 10 ít nữa hết nha anh em. Úp hết 10 ít nữa. Giờ đang sáng mạch giải chính nữa xong. Rồi, tiếp tục hóa anh em ơi. Hai cục thì tinh, hai cục không bình, không hai lần. Hai lần thì khoảng 100 điểm phúc duyên. Rồi, ok. Và 400 xu. Chuẩn bị thêm xu à. Đổi thêm cục kim nữa này. Anh em đang xem này, video không bình này thì ủng hộ Khả một like chia sẻ cho anh em. Đồ thằng này không bình hơi khó nha. Bỏ hai cái nớ nhiều khác thì để anh em được bộ nớ nè. Xong đau này nam. Đó. Đưa về cái nó hay cái bóng cũng được. Nếu không đưa về bóng thì chơi cái bang. Nói chung mình vẫn đang muốn cái nỏ hơn nè. Mình vẫn đang muốn ra cái nỏ hơn. Tại vì tầm này mình chơi đường môn nó sẽ ok hơn nè. Cái này hóa người đánh nó ok. Không gì phải chơi. Rồi. Hai lần hóa nè. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục cuộc chơi tiếp tục. Hôm nay 3 phát rồi nha. 3 phát rồi nha. Tham sức thật này. Rồi. Dạ đủ xanh. Ma hôn 4 lần xịt 3 lần đấy quỳ. Vãi lên thiệt chứ. Thế thì nó mới ra lỏ được. Trời đất đủ xanh hóng 4 lần xịt nó 3 lần rồi mất nguyên liệu. Má ảo thiệt chứ. Ảo lòi thiệt chứ. Má đúng là mình sợ nhất cái hóng binh luôn nè. Trời đất. Trời đủ quay lại đau chết tôi lại. 5 phát đủ xanh. Vẫn về lại đau đủ xanh. Má chết 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 thiệt. Má. Còn hóng binh nữa không? Lý quỳ hóng binh không? Tiếp tục anh em ạ. Còn nhiên liệu không? Còn mới ăn lúc mình chạy mà. Đấy mình hai ạc rồi, giờ thêm một ạc nó hết nhiên liệu rồi. Xin bang mình. Ơi! Rồi anh đã mua nhiên liệu rồi nè. Ai còn nhiên liệu không? Anh tìm thấy tên này. Đợi tới nè, anh lấy thịt tinh rồi hoán tiếp nè.